Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày nay rồi giờ này cũng tới điểm cầu bạn ơi, đi đến hơi trễ bạn ơi. Đây, thì phao cũng đã xuống sông rồi. Đây đi cùng thành viên đó là Minh Cang với bà xã với bên kia người nữa. Ở vợ Minh Cang nha các bạn. Thì buổi tối xin chúc cho tất cả các bạn buổi tối thật là vui vẻ nha các bạn. Lát nữa có cá mình sẽ quay cho các bạn xem sao các bạn ơi. Đây. Càng lúc lên bạn ơi, rồi vô bạn ơi, dính lục bình luôn, mới vừa dính về luôn này, lấy cái cây móc coi, sảy rồi, sảy con cá rồi, ừ. Chuột con cá rớt lưỡi câu mà còn nằm trên lục bình kìa bạn ơi. Anh xuống bắt cá kìa. Để mình càng quay lóc xuống bắt cá bạn ơi. Rồi lọt dưới luôn rồi. Được không? Lọt dưới luôn rồi. Không được. Xuống nước luôn rồi. Không được thôi đi lên. Còn không? Còn. Hên quá bạn ơi. Ôi. Rút cuộc. Cá này. Chết cộng dây. Sức lử rớt trên lục bình luôn bạn. Cá tới số. Đó, cá bành kỳ luôn cả nhà ơi. Vô em đầu tiên luôn cả nhà ơi. Đó. Vô thùng. Cá này ngon lành nha bạn, cá này bự nha bạn. Rồi tiếp tục luôn cả nhà ơi. Đây hai cần rồi, chiếc ghe chạy rồi bạn, xà lan cát vậy bạn ơi, có đang bạn ơi, nhả luôn bạn ơi. Lên rồi bạn ơi. Ồ. Lên ngon. Đó, sớm giờ mới lên được em nữa đó bạn ơi, hai em. Ngon lành. Quê đâu dữ. Mang bao tay vô bạn, đỡ cá. Chiếu sảy nữa vô thùng rồi, hai em ngon lành bạn ơi. Rồi lên cá bạn ơi. Cá bành cây luôn rồi, anh nút mình lên cá bành cây luôn bạn ơi. Cá quá ai quá mừng rồi bạn ơi. Cá bành cây luôn à. Đây. Có hàng nữa. Lên nữa bạn ơi. Đó. Cá bự luôn bạn. Rồi gỡ lên đi. Có bao tay đó, cá bự luôn bạn ơi. Nãy giờ là cá này bự nhất rồi. Không lên thôi lên là hàng khủng nữa nè. Rồi vô thùng luôn. Ngon. Em bạn ơi. Dính gốc cái gì tờ. Dính gốc cái gì rồi. Còn. Lên luôn bạn ơi. Chưa, từ. Nó lôi lúc cái phao. Mới vừa sửa cái cần này lại bạn ơi. Mới vừa mình giật hộp cái bộ vlog lên cá luôn cả nhà. Cá chà bá lửa luôn. Ngon bạn ơi.
Ồ, cá chào á luôn bạn ơi. Số mình kỳ chỉ lúc gì con vịt nó lên lại vô thùng vô thùng ngon bạn ơi, mở lên bạn ơi, mở không kịp luôn bạn ơi, mở không kịp luôn ra. Ngon ngon ngon, nghe chơi bự bự không bạn ơi, ngon lành luôn. Từ 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 ngon lành cả nhà, đã bạn ơi, cách chơi phao kia phao kia cần kia cần kia. Ờ, không lên không lên nè bạn ơi, cân này không lên. Để xử lý anh này cứ tiếp tục nha nha, dọn cái lỗ cái lại. Ngon 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 bạn ơi. Chỗ ngon làm miếng gớ gớ quá em, hôm nay đi câu quá em. Con này dính tuốt trong phải không? Con này hết trong mép rồi. Giờ ăn cá lâu quá. Cá này ăn tuốt trong rồi, hết trong mép rồi. Rồi, mới vừa gỡ cá xong luôn bạn ơi. Đó. Vô thùng vô thùng ngon, sớm về ngon rồi đó bạn ơi. Lên cá to bạn ơi, lên cá to bạn ơi. Ôi ôi con cá quá, con cá bạn ơi, quá khứ con cá, quá công cần luôn rồi. Bự không bự không? Ôi quá quá, quá khứ con cá bạn ơi, quá khứ con cá, quá công cần luôn rồi. Quá wow, quá ăn cả rồi. Lên lên vớt ngay sập cầu. Sập cái cầu cái là xong. Quá quá khứ ăn cả. Nhờ anh trên cầu nóng dây lên. Quá ăn cả bầu. Ôi ôi lên này lên này lên này. Ồ rồi, quá khứ con cá. Nhanh lên bờ để nó. Đừng đá giúp cá, giúp cá chậm chạy. Quá khứ con cá bạn ơi. Cá khứ già con cá luôn rồi. Ồ rồi. Ồ con cá ông ổng vui. Hết hồn cá thiệt bạn. Cá vàng luôn rồi. Cá lớn là cá nó cá cha đó. Nó quậy tự đâu cá cha không cha. Quậy hơn cá cha nữa. Cá thồn cá các bạn. Cầm cầm dây lên đây. Cái bao tay kìa. Wow. Ngon lành cả nhà. Quá trời đó. Cá chà bá luôn. Cá nhìn ngon nha. Chưa từ từ. U dính cá cha, cá cha. Trời ơi, con cá. Tới thần cá luôn. Ốc nổi con cá thiệt bạn ơi. Rồi rồi gỡ đi, gỡ đi. Xách cái thùng lại. Cái bao tay luôn. Quá khứ con cá này. Đứng này nhảy nó đi. Đụng má. Đây. Tác phẩm của con cá nè bạn ơi. Quá dữ không? Lâu lâu đi câu đêm lên cá khủng không à. Vô thùng. Ở thùng cá. Vô. Ồ. Vô thùng nhấc cái thùng luôn. Vô cá chàm quàm cái thùng các bạn luôn. Ồ vô con cá ông nội vô con cá nè. Hết hồn cá thiệt.
Thôi con cá này mê làm gì ăn đây? Nhúng giấm. Nhúng giấm hả? Đâu lộn mắm á. Quá khư con cá. Đây tác phẩm của cá chê khủng đó bạn ơi. Đó ghê không đó. Quá dữ. Rồi trở về vị trí cũ tiếp tục luôn bạn ơi. Cá đàn bạn ơi, cá đàn bạn ơi. Lôi. Rồi xong luôn, không lên luôn bạn ơi. Rồi về các bạn ơi, giờ cũng phi rồi. Thì thành quả của mấy anh em ngày hôm nay thì được con cá chê khủng bạn ơi. Đó. Con cá chê khủng với 5-6 con cá chê nhỏ nhỏ vậy đó. Cũng vừa vừa nha, sẽ không nhỏ lắm bạn ơi. Rồi. Rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau bạn ơi. Xem thay nhớ cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha bạn. Giúp cho mình có thêm động lực ra nhiều nhiều video hay hay. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn.